Ok, bây giờ tối nay mình sẽ trình diễn một bản nhạc Phút Cuối của Lam Phương, chắc ai cũng biết hết. Mình sẽ đánh theo kiểu rumba. Thank you.
tôi đầy lòng lòng chiều nay nhớ ai. Biển xanh vẫn xanh, người đi sao lại. Đêm chung giấc mơ bao giờ nhớ thương.